MC Quyền Linh vì không được giới thiệu trong tập 14 của chương trình ca sĩ bí ẩn, MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên về trung đội cùng hai khách mời điển trai là người mẫu Quang Đại và diễn viên Tuấn Trần bước ra sân khấu. MC Kỳ Duyên liền thể hiện ngay màn trình diễn cát quắc cùng với hai anh chàng đội mình khiến MC Quyền Linh không tiếc khen ngợi. Không chỉ riêng Kỳ Duyên mà MC Quyền Linh cũng phải né sang một bên để dẫn dắt chương trình vì sợ bị dìm khi đứng cạnh hai người chàng trai có chiều cao khủng 1m86 và 1m87. Sau khi giới thiệu các khách mời quyền linh liền quyết định mời đội của kỳ duyên về chỗ và bắt đầu vào chương trình mà không cần đội còn lại ngay vừa dứt câu quyền linh liền bị nghệ sĩ trí tài dùng giày ném vào người không thương tiếc vì không được giới thiệu lúc này mọi người đang có mặt trên sân khấu đều tỏ ra bất ngờ và sửng sốt ngay sau đó hai nghệ sĩ việt hương và ngọc sơn phải vội vàng tiến ra sân khấu để can ngăn trí tài không những vậy mc quyền linh còn hài hước ví quang đại và tuấn trần là hot boy còn ngọc sơn và trí tài là hot dog không để mình bị thua thiệt khi bị gọi là đội hình luống tuổi việt hương liền bắt quang đại và tuấn trần tiết lộ cả hai đều là người yêu thanh xuân của mình khiến trường quay bật cười nghiêng ngả bên cạnh đó việt hương còn an ủi luôn hai đồng chí luống tuổi của mình khi khẳng định đội kỳ duyên trẻ đẹp thôi chứ kinh nghiệm làm sao bằng bên này để minh chứng cho lời nói ấy bộ đôi việt hương và trí tài còn hào hứng nhập vai thể hiện lại bài hát quân vương và thiết nổi tiếng một thời sự tung hứng ăn ý của các nghệ sĩ khiến người xem thêm phần thích thú và đương nhiên việc trí tài lấy giày ném mc quyền linh cũng chỉ là hành động vui đùa nhằm tạo tiếng cười cho khán giả